cái chủ đề trong hôm nay là gì? Tỉa sữa gia đình. Bây giờ tỉa sữa gia đình, khi nói là tỉa sữa, chúng ta ai đây thích trồng cây? À, ai đây mà trồng cây lại chết, trồng cây nào chết cây nấy. Tôi biết có một số người trồng là chết, trồng là chết. Người ta trồng sao, tới phiên mình là chết rồi. Even trồng cà cũng chết luôn đó. Chúng ta biết ở Cali này mà trồng cà là dễ nhất. Cà là chỉ quăng vậy thôi. Đứng nhà bữa nào quý vị lấy cái cà quăng ra nhà. Vài tuần sau có trái ăn. Cà ở đây nó dễ nha. Thành ra nó quá dễ trồng. Nhưng mà cái quan trọng trồng không phải là chuyện đó thôi. Nhưng mà chuyện tỉa sữa nó quan trọng. Tại vì cái tỉa sữa đó nó nhằm mục đích giúp chúng ta. Mỗi cây bao gồm 4 phần khác nhau, tất cả đều tạo nên một cái cây. Có nghĩa là tất cả một cái cây có rễ, có thân cây, có vỏ, có lá, có cành, có quả. Đây là một cái cây mà chúng ta có thể nói được. Và trong 4 phần đó thì rễ là gì? Là nền tảng ban đầu và khởi đầu của một gia đình. Thân cây là sức mạnh của gia phả dần dỗi. Lá là vẻ đẹp, là lớp vỏ bao vệ của đơn vị gia đình. Quả là kết quả và phước lành về mặt tâm linh, chứ không phải tinh thần đó. Tôi đã trật theo sao gia đình, tâm linh, về mặt tâm linh. So, đây là cái ý nghĩa trong cái vấn đề mà chúng ta nhìn cái cây. Trong Kinh Thánh, Chúa dùng ẩn dụ cây rất là nhiều để chúng ta thấy được cái tầm quan trọng. Khi chúng ta thấy thì chúng ta phải hiểu rằng bước đầu tiên chúng ta phải cảnh giác khi xây dựng gia đình. Tại ai cũng vậy, mình nói bây giờ tôi không cần xây dựng gia đình. Đúng, mình không cần xây dựng gia đình. Nhưng mà một ngày nào đó chúng ta cần gia đình. Mà chúng ta cần gia đình để làm chi? Khi mà có gia đình thì chúng ta mới đứng vững hơn trong cuộc sống. Dẫu không cùng một quan điểm với chúng ta. Gia đình là như thế nào? Đây là một cái thân cây. Thứ nhất chúng ta thấy, trước nhất thì bão tố sẽ tới. Điểm thứ nhất, bão tố nó sẽ phá cành cây. Vì cây cối vẫn còn hy vọng, bị đốn rồi vẫn cứ mọc lên, không ngừng đâm chồi nảy lọc, dù rễ nó đã già cỗi dưới đất, gốc chết dần cho cát bụi. Trong cát bụi vừa có hơi nước, nó liền mọc chồi lên, vươn cành ra như một cây non. Có nghĩa là cây chúng ta đốn nó vẫn mọc lên nổi. Nhưng loài người chết thì nằm. Này, cây thì sống mà loài người đang im dưới kia. Loài người chết thì nằm bất động. Chúng ta thấy không? Khi tắt hơi họ đến nơi nào, như nước rút khỏi hồ, như lòng sông cạn khô nứt nẻ, loài người đã nằm xuống thì không trỗi dậy nữa. Khi bầu trời còn đó vẫn không thức giấc, mà chẳng ai đánh thức họ khỏi giấc ngủ say. Cho nên chúng ta thấy nè, cây đốn thì sống, loài người mà đốn chết luôn. Chúng ta có đốn ai chưa? Khi mà chúng ta đốn ai đó một cái là nó nằm luôn, nằm liệt giường liệt giáng, bị năm này tháng kia, năm này 10 năm, 20 năm. Có nhiều người hồi mới bắt đầu mà chưa biết yêu á, rồi tới chừng thất tình á, rồi họ nằm. Tôi thấy có một cái video, cái cô này á, ông chồng bỏ đi 60 năm. 60 năm mà cổ vẫn chờ nha. 60 năm vẫn chờ nằm ở đó mà bà chị phải nuôi. Cô em nằm ở đó chờ ông chồng về. Ở đây ai chờ 60 năm ta? Tôi thấy ở đây vòng vòng đây mà 60 ngày là thấy nó biến đổi hết rồi. 60 năm cô bị trầm cảm, cô chờ luôn. Thành ra con người á, có những lúc chúng ta không cẩn thận á, nằm liệt luôn. Mà trong cuộc sống chúng ta nó có 3 phần mà chúng ta cần phải đứng dậy. Thứ nhất là tâm linh, thứ nhì là tâm hồn, và thứ ba là thể xác. Chúng ta không trỗi dậy á, thì chúng ta sẽ nằm luôn. Bởi vì bão tố sẽ tới. Ai đây chưa bao giờ gặp bão? Tất cả chúng ta lớn lên là gặp bão. Tôi nói bão này về mặt ý nghĩa khác. Cho nên tất cả chúng ta đều gặp bão đến. Mà chúng ta không đối diện với bão thì chúng ta sẽ gì? Bị quỷ phá. Thứ nhì, khi mà nó quỷ phá chúng ta thì nó quỷ phá lá cây chúng ta rụng. Nãy tôi để những cái ý nghĩa lá cây rồi, hồi cuối cùng tôi sẽ nhắc lại cho chúng ta thấy. Khi mà lá cây nó rụng thì chúng ta nói sao? Nó sẽ không có còn vui vẻ nữa. Cái cây mà trụ lũi, chúng ta thấy cây ngoài trước ngoài kia không? Cái cây đó khi hồi thánh tới đây, tôi không phải tôi rủa xả nó, nhưng mà nó chết trước khi tôi rủa xả nó. Cái cây mà nó trụ lũi á, không còn gì nữa mà để thấy không? Ở đây mà thấy có một số người mà đi những cái nơi mà dùng sa mạc, mà cái gọi là Joshua tree á, chúng ta thấy cái cây nó sừng sững có khúc như nè, mà nó có gai thôi, không có lá cành trơn á. Mấy cái cây đó có bao nhiêu người mà đem về nhà chân không?
Dạ. Chưa bao giờ em đem lấy về nhà chưng phải không? Nhưng mà cái bông hồng á, gai rất nhiều, nhưng mà chúng ta vẫn đem về nhà chưng. Bởi vì nó có lá, có hoa, nó khác biệt. Con người chúng ta nhà, đôi khi chúng ta rụng lá hết. Đừng nghĩ, nghĩ xa xôi nghe tôi nói. Có nghĩa là mình không còn xinh tươi nữa, ok. Lá trên cành bay hết rồi, thành ra cuộc đời mình. Cho nên không ai đem về nhà chứng cứ để phơi khô rồi. Nhưng mà Đức Chúa Trời thấy được, cho nên Ngài nói trong sách Ê-sai như thế này: vì ta sẽ rót nước cho người nào khát khao, cho suối chảy. Này có bài hát à, nơi vùng đất khô ta sẽ đổ thần ta trên dòng dõi con và ban phước lành trên hậu tự con. Chúng sẽ nảy nở giữa đám cỏ như cây liễu bên dòng nước. Tôi gạch màu vàng cho quý vị thấy như cây liễu bên dòng nước. Quý vị đã nhìn thấy cây liễu chưa? Cái cây liễu á, cái bản thân của nó, cái lá nó rủ. Quý vị tưới cỡ nào lá nó vẫn gì? Nó vẫn rủ. Nhưng mà nó sống nha. Thành ra nhiều khi thấy vậy, nhiều người thấy mặt nhau, nhưng mà vẫn sống nha. Nó giống như cây liễu vậy đó, ở bên dòng nước. Thành ra chúng ta đừng hiểu lầm, nhiều khi chúng ta quen cô nào mà thấy mặt mà sùm 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 đó, chưa chắc là cô đó là buồn đâu, tại vì người ta liễu sẵn rồi. Này, này ai tên liễu? Ở đây này hội với ai tên liễu không? Thành ra nó vẫn sống, tại vì nó gần dòng nước, Chúa vẫn gì đổ cho. Thành ra con người không thể làm được, nhưng mà Đức Chúa Trời làm được. Ngài cuối cùng là Ngài rất quan trọng. Cho nên cái chúng ta, cuộc đời chúng ta, nó dẫu mà lá đã rụng hết rồi, nhưng mà ngày mà Chúa sắp tái lâm, hay là ngày mà chúng ta sắp về với Chúa, nó khác biệt nha hai cái. Nhưng mà nó vẫn giống nhau, sắp Chúa tái lâm, mình sắp về với Chúa, thì Chúa nói là ngày cuối cùng rất quan trọng của kỳ lễ. Đức Chúa Giêsu đứng dậy và công bố rằng: nếu người nào khác hãy đến với ta và uống, người nào tin ta thì như dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình, đúng như lời Kinh Thánh nói. Có nghĩa là cuộc đời chúng ta đến lúc mà chúng ta cần. Bây giờ á, cuộc đời chúng ta ai cũng nói à, có người nói tôi sắp về với Chúa rồi, nhưng mà tôi thấy sống hoài còn sống hoài chưa về đâu. Nhưng mà cái quan trọng á, không phải lúc mà chúng ta sắp sửa về với Chúa, nhưng mà cái quan trọng là gì? Ai khác, ai khác, chứ không phải người nào sắp về với Chúa. Nhưng mà Chúa lại nói điều này để nhắc chúng ta cái ngày cuối cùng của đời chúng ta, ngày mà chúng ta chuẩn bị á, đó là cái ngày chúng ta cần phải khao khát, khao khát để nước của Chúa. Cái sự khao khát, điều này tôi sẽ nhấn mạnh Chủ nhật này, tôi sẽ giảng thêm về sự khao khát đó. Tối hôm nay tôi muốn lướt qua những việc này để chúng ta không đi xa hơn. Nhưng mà qua cái bước thứ ba, bước thứ ba chúng ta xem nè. Thời tiết nó làm gì? Làm hỏng trái cây. Có nghĩa lá nó bắt đầu nó rụng thì trái nó cũng rụng. Chúng ta ai đây trồng trồng cam, trồng quýt, trồng xoài, trồng gì nọ mà nó được mùa, lâu lâu nó được mùa, lâu lâu nó không được mùa, lý do tại sao? Bởi vì thời tiết, quan trọng thời tiết. Ở nhà tôi có cây cam nó rất là ngọt, sum xê lắm, mấy năm rồi, năm đầu tiên về nó cho tôi, chúng tôi hưởng thụ rất là nhiều, rất là dài. Năm thứ nhì nó discount chút xíu. Bây giờ năm nay bắt đầu nó không thấy gì trơn á. Bây giờ ngó hoài thấy cam không thấy, nhưng mà thấy bây giờ trong mấy mẻ đứng ngoài đường nó bán thì mình đi kiếm mua. Nó bây giờ cái vấn đề trong cuộc sống chúng ta thấy nó không có sinh bông trái, bởi vì lá nó rụng. Và vậy đừng để việc tốt của anh em dèm chê. Có nghĩa cuộc đời chúng ta bị gì? Bị người ta làm chúng ta rụng trái, bông trái thuộc linh. Đời sống chúng ta sống là sinh bông trái. Giống như tôi thường thường tôi chia sẻ với hội thánh á, con người chúng ta, Chúa không đòi hỏi mình trở thành một gì hoàn hảo. Chúa không đòi hỏi mình hoàn hảo, nhưng mà Chúa muốn mình trở thành một gì? Sinh bông trái cho Chúa. Đó là quan trọng. Thành ra nhiều người cuộc đời, nhiều người cứ nói tôi để sống tu thân tôi, để tôi tốt hơn. Đúng, quý vị có muốn tu cái nào tu, nhưng mà quý vị sẽ không bao giờ hoàn hảo. Lúc mà có chuyện là cũng sư tử thôi. Thành ra thành ra cái quan trọng mà Chúa nói gì? Mình phải sinh bông trái. Thì sinh bông trái thì xem cái câu này Chúa nói nè: nếu mà chúng ta sinh bông trái thì vì vương quốc của Đức Chúa Trời không phải là chuyện ăn uống, nhưng là sự công chính, bình an, vui mừng trong Đức Thánh Linh. Chúng ta thấy không? Nó không phải thường thường
tại sao mà nó dính trong cái chuyện ăn uống, thành ra tại vì ở trong bếp gây nhiều lắm. Nó vui thôi. À, nhưng mà gì, sự công chính, bình an, vui mừng, bông trái của chúng ta đó là nó nhắm vào sự gì, công chính. Bông trái nhắm vào sự vui mừng, bông trái nhắm vào gì, bình an. So cái bông trái của chúng ta bây giờ á, chúng ta có bình an, có vui mừng không? Đó là bông trái của chúng ta. Mà khi mà chúng ta bất an, chúng ta không sống công chính. Công chính là do Chúa Giêsu. Nếu mà không hiểu chuyện công chính là vô nhóm tế bào học lại. Nếu mà không có công chính, nếu chúng ta không có bình an, chúng ta không có vui mừng, thì chúng ta trái nó rụng hết trơn, rồi lỗi, không còn trái nữa, không còn bông trái nữa. Thì cái cây mà không có trái thì đâu ai muốn trồng, phải không? Chính Chúa còn rửa xả cái cây đó. Cái cây mà không ra trái, cây vả không ra trái, Chúa còn rửa xả cho nó chết luôn. Còn huống chi của chúng ta. Thành ra khi cuộc đời chúng ta mà không sinh bông trái đó, chính chúng ta sẽ bị người khác nhèm chê mình. Và Chúa nói như sao? Đừng để việc tốt anh em bị dèm chê. Có nghĩa là dẫu mình thấy trước mắt mình chưa sinh bông trái, nhưng mà mình làm gì? Mình làm việc tốt đi, rồi sau đó người ta sẽ hiểu mình. Có nghĩa cuộc đời mình nhiều khi chúng ta sống, người ta làm gì đó đó khiến mình muốn phản hồi lại. Lúc nào muốn phản hồi lại. Nhưng mà chúng ta khoan đi, chúng ta làm việc tốt đi, rồi lần hồi đó Chúa sẽ giúp chúng ta. Tại vì con người làm không được, nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ làm được. Cho nên ai rủa sả chúng ta hôm nay, ai đã nói xấu chúng ta, ai dèm chê chúng ta cứ tiếp tục làm tốt. Còn nếu mà chúng ta không tiếp tục làm những việc tốt mà Chúa ban cho chúng mình á, thì tôi biết chắc chắn trái của quý vị sẽ thối luôn. Chúng ta làm việc tốt thì Chúa sẽ ban cho chúng ta. Việc tốt có nghĩa là gì? Chúng ta chúc phước họ. Họ làm điều gì mình cứ chúc phước họ. À, bây giờ nhiều người hỏi tôi chúc phước sao? Chúc phước cho mày chết đi hả? Sao? Chúng ta chúc phước sao? Chúc phước có nghĩa là chúc phước những việc mà theo ý của Chúa. Chúc phước cho họ bình an. Chúc phước cho họ vui mừng. Chúc phước cho họ sống một đời sống công chính. Thấy không? Công chính, bình an, vui mừng. Chúc phước họ đi. Bởi vì Chúa sẽ giúp họ ra sinh bông trái. Phần thứ tư. Thì khi mà chúng ta trái mà bị rụng thì lũ lụt nó phá hủy luôn cái cây mình. Tại cái cây mà không có sinh bông trái có nghĩa là cái cây đó sắp sửa chết. Cái cây mà sắp sửa chết á, thì lũ lụt nó tới thì nó bứng luôn cái gốc đi luôn. Chúng ta ai đây mà ở vùng quê mà gần mà mé nước á, cái trồng dừa đó, có những cây dừa sống cả trăm năm nó không rớt nha, nó ẹo vậy nè. Có nghĩa cái cây nó nằm, cái rễ nó nằm có chút xíu rửa ra chút xíu mà, nhưng mà nó ẹo ra ngoài sông vậy đó mà nó không rớt. Trong khi đó cái cây tuốt ở trong mà lại bị gì? Nó trôi ra ngoài. Bởi vì sao? Bởi theo xem nè. Ngài báo trả cho mọi người tùy theo việc họ làm, sự thịnh nộ cho kẻ đối địch với Ngài và sự báo án cho các kẻ thù. Ngài sẽ báo trả các hải đảo từ phương Tây, người ta kính sợ danh Giê-hô-va, từ phương Đông họ tôn kính vinh quang Ngài, vì Ngài sẽ đến như dòng sông chảy xiết bởi hơi thở Đức Giê-hô-va. Đùa nó đi. Có nghĩa là cuộc đời chúng ta mà không đâm rễ, không có nước chảy, thì Chúa sẽ gì? Cái nước của Ngài sẽ đùa nó đi luôn. Tại Chúa, một, theo Chúa, một là nóng, hai là lạnh. Hâm hẩm, gốc rễ nó sẽ gì? Nó ung và nó sẽ đi, trôi đi. Thì đây là một cái câu mà chúng ta xem một câu nữa trong phần thứ tư nè. Thì từ xa họ ngước mắt nhìn nhưng không thể nhận ra Gióp, đến gần. Đây là câu chuyện của Gióp. Tôi nhảy nhiều câu lắm, chúng ta sẽ biết những câu chuyện này, tôi tóm tắt lại cho. Đến gần họ bật khóc lớn tiếng, mỗi người xé áo mình, hất bụi lên trời và lên đầu mình. Ba người bạn ngồi xuống đất với Gióp suốt 7 ngày đêm, không ai nói với ông một lời vì họ thấy nỗi đau của ông quá lớn. Có nghĩa chúng ta thấy lũ lụt nó sắp sửa nó trôi người đã đi. Cuộc đời có những cuộc đời mình đến với họ rồi, mình thấy giống như nó, cái rễ nó sắp sửa nó đi rồi. Mình chỉ ngồi để yên lặng, không dám nói trơn, tại vì nó sắp rớt rồi, nó sắp rìa. Chúng ta có tưởng tượng mà cái cây nó còn có cái rễ cuối cùng mà chúng ta mà đụng cái là rớt liền.
có những cuộc sống nó rất là mong manh. Người ta lúc đó mình đến đó mình chỉ ngồi mà ngó, giống như ba người bạn ông Gióp thấy ổng vậy không dám nói trên hồi đó rủ rượi thôi. Chúng ta ai đã từng trải qua những cái đó, đã từng chứng kiến cái người đó mà chúng ta không nói được lời nào, tại mình nói cái là rất liền tại chỗ. Bây giờ chắc chắn trong cuộc sống chúng ta ở đây một số chúng ta sẽ trải qua cái đó, mà một số chúng ta nếu có thể đang trang trong tình trạng này luôn, nó nằm đang rủ rượi đó mà mọi người không dám nói điều gì, bởi tôi biết chúng ta sẽ bị rớt xuống vào quỷ phá của đời mình. Nhưng đây là cái câu chuyện mà tôi muốn đưa qua để chúng ta áp dụng cái cuối cùng, số 5. Tại vì khi mà đây là cái biểu tượng là khi mà cái bước thứ tư mà chúng ta không giữ được á, thì cái bước thứ năm nói về địa ngục, quả ngục. Có nghĩa là côn trùng sẽ hóa quỷ bên trong, trong rễ luôn. Có nghĩa đây là biểu tượng về địa ngục. Cái gì sâu keo còn để lại thì cào cào ăn. Cái gì cào cào còn để lại thì sâu lột vỏ ăn. Cái gì sâu lột vỏ còn để lại thì cháu cháu ăn. Thành ra nó ăn hết trơn. Con này không ăn thì con kia nó ăn, con kia này. Có nghĩa là cuộc đời chúng ta, nếu mà chúng ta không cẩn thận, cuộc đời mình đó, nó đi tới cái mức độ đó rồi đó, khi mà xuống địa ngục, xuống quả ngục rồi đó, thì không còn cơ hội nữa đâu. Cho nên đây là cái biểu tượng về cuộc đời chúng ta như là một cái cây. Mà cây sinh bông trái như thế nào? Tôi tóm tắt hết những điều này chúng ta xem. Thứ nhất, đây là một cái quá trình. Hồi nãy giờ chúng ta thấy những cái bước mà chúng ta thấy từ trên dưới, từ cây, lá, trái, rễ, rồi bắt đầu nó trôi đi hết. Đó là biểu tượng cuộc đời mình nó có những cái quốc mắc hay là cái dấu ngoặc trong cuộc sống mình. Mình trải qua điều đó. Nhưng mà Chúa có cách để giúp chúng ta. Khi chúng ta thấy cái cây nó bắt đầu lá rụng hay là cành nó rơi, thì chúng ta bắt đầu phải gì? Phải biết bước đầu tiên, phải thụ phấn. Giống như tôi nói tại sao cái cây nó không có trái, phải không? Bởi vì nó không có thể thụ phấn được. Cái vấn đề thụ phấn như thế nào? Thụ phấn là nói về hành động đức tin. Nếu mà chúng ta sống với ai đó, gần ai đó, họ có thể đem một đức tin nghi ngờ. Hoặc chúng ta sống với ai, cái đức tin nó mạnh mẽ. Cái thụ phấn nó nằm trong cái đức tin. Khi mà chúng ta đang bờ vực để mà thấy là thấy không xong rồi đó, mà chúng ta gần với những người đó, họ sẽ có những cái đức tin yếu đuối và họ sẽ xúi chúng ta. Họ nói hồi đó tôi cũng giống vậy, tôi cũng giống vậy. Xong gì? Họ thụ cái phấn đó mà chúng ta không sinh bông trái được. Mà chúng ta trở thành gì? Càng cay đắng, càng hận thù, càng ganh ghét, càng có những việc mà chúng ta có thể suy nghĩ hồi đó giờ chưa suy nghĩ ra, mà bây giờ có thể suy nghĩ ra. Thành ra cái thụ phấn đầu tiên của chúng ta là gì? Là đức tin. Và đức tin thì chúng ta phải đến gần với ai có đức tin. Bây giờ thử hỏi nhắm nghĩ trong đầu nha, trong cuộc đời mình ai đức tin mạnh nhất? Áp dụng liền tại chỗ, thụ phấn. Tại vì khi mình yếu đuối mình phải cần người đức tin mạnh. Mà chung quanh thường thường chúng ta có một cái tật như thế này, người nào hợp với mình, hợp nói với mình mà mắc nói, và chúng ta cứ gọi cái người đó đó, thì cái người đó không có thụ phấn được cho chúng ta đâu. Tại chúng ta mắc nói thì nó hợp với người đó thôi, nhưng mà người đó chưa có đức tin đó. Họ nói lung tung lang tang là chúng ta càng chết nữa. Thành ra tắt đài, tắt đài. Tìm bạn mới, bạn nào có đức tin mạnh mẽ gần với họ để chúng ta được thụ phấn. Và thứ nhì, khi mà thụ phấn rồi phải cái gì? Có nước. Phải không? Phải tưới nước. Chứ không phải thụ phấn rồi xong rồi không có nước làm gì. Nước biểu tượng cho gì? Là ai? Nước nó lên này. Ngũ Tần tôi thử hỏi cho nó. Ngũ Tần biết là này. Chúng ta phải có được sự tuôn tràn đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nước là do Đức Thánh Linh tuôn chảy. Nhưng mà chú nói gì? Ai khác thì đến với ta. Chứ không phải ai khác chờ đó hả miệng ra. Không. Chúa nói hãy đến với ta. Chúng ta không đến với Chúa thì vẫn khác. Yeah. Tại vì Chúa cho chúng ta hai tay hai chân để làm cái gì? Cho miệng để hà không làm gì? Chúng ta còn cử động được thì chúng ta phải cần sự đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Có một số người nói giờ tôi không cần thánh linh đâu, tại vì cái đó của chuyện ngũ tuần tôi không thích thánh linh. Mấy người ngũ tuần nói thánh linh nhiều quá tôi bị dị ứng. Cái đó nó không phải là ngũ tuần hay ngủ không ngủ tuần hay ngủ một tháng vậy trơn á. Cái vấn đề quan trọng của chúng ta đó là chúng ta có tìm sự khao khát mà Đức Thánh Linh tuôn chảy trong đời sống chúng ta. Có nhiều người nói tôi không cần đầy dẫy đâu, tại đầy dẫy giống mấy người kia tưng tưng. Không, cái sự đầy dẫy nó bước qua một cái là gì? Cái người đầy dẫy là cái người đó phải có ánh sáng. Bước thứ ba, cây phải có ánh sáng, cây không ánh sáng để trong đây sẽ chết. Phải không? Cho nên cây có ánh sáng là gì? Lời Chúa, ok, lời Chúa, ok. Có Đức Thánh Linh, cây phải để trong ánh sáng. Ngoài ánh sáng là có lời của Chúa. Mà lời của Chúa có nghĩa là gì? Là chúng ta đọc lời Chúa, phải không? Nhiều người nói, ồ tôi có đọc Kinh Thánh. Ồ, lời Chúa đọc khi mà chúng ta đối diện với thực tế. Còn chúng ta chưa đối diện với thực tế là chúng ta mới học suông thôi. Gọi là trả bài, tiếng Việt mình học xong là trả hết á. Trả bài hết rồi. Không, chúng ta có ánh sáng là khi đối diện với việc đó mà lời Chúa ứng dụng trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta có từng thấy những cái lời hồi xưa giờ có nhiều khi mình học Kinh Thánh nhiều quá, tới lúc đó tự nhiên lời Chúa nó ra cái câu đó. À, nghe, ồ, tỉa sữa trị cho người công bình, phải không? Lúc đó có nghe được không? Thường thường á, tôi biết nhiều người á, lúc mà cái nhu cầu của họ là kiếm mấy câu mà có nước đường, mấy câu Kinh Thánh mà không có nước đường là chịu không nổi. Nghe mà tỉa sữa là chịu không nổi rồi. Hay là ăn năn hay này nọ là không có chịu nổi. Cho nên kiếm câu nào có nước đường chút xíu á. Chúng ta nên nhớ ánh sáng của Chúa nó đáp ứng theo cái nhu cầu. Có những cây nó chịu ánh sáng hơn những cây khác. Có những cây nó không cần ánh sáng, giống như nè, rớt hết trơn, rụng hết trơn rồi nè. Tưởng sao rụng hết trơn. Này, hình như cây này nó chết, sắp chết rồi. Hả? Cần nước hả? Dạ. Cần nước, cần Đức Thánh Linh, cần ánh sáng, cần lời Đức Chúa Trời. Cô Chi mỗi ngày đọc Kinh Thánh với nó, lấy Kinh Thánh đọc cho nó. Và cuối cùng, có ánh sáng, có lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta cần gì? Phải tỉa, cắt tỉa. Tỉa sữa có nghĩa là gì? Tỉa sữa có nghĩa là sự nên thánh của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta phải nên thánh. Nên thánh là sanctification, ok, sanctify, chứ không phải là purify, ok, không có lọc. Okay. Bây giờ để giải thích cho dễ hiểu nha. Nên thánh có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi chúng ta biệt riêng cho Chúa đó, hôm nay chúng ta biệt riêng bao nhiêu giờ cho Chúa thì bữa sau mình biệt riêng thêm cho Chúa, phải không? Không. Nên thánh có nghĩa là mỗi ngày mình càng ứng dụng được bao nhiêu để chúng ta gần Chúa hơn. Có những người tôi biết theo Chúa nhưng mà không thể gần Chúa được. Tôi nói thật, Kinh Thánh để đó, đọc đó cho người khác, nhưng mà cho mình thì không có rồi đó. Tại vì á, mình gần Chúa bao nhiêu á, thì mình đọc Kinh Thánh mình cảm thấy cái điều đó là cho mình mà cả giúp ích cho đời sống mình. Còn nếu mà lời Chúa mà đọc nó trơ, nó không dính gì mình trơn á, là thật sự chúng ta chưa gần Chúa. Chúng ta chỉ gần con người thôi, gần xác thịt mình thôi. Thành ra trong hội thánh, thường thường chúng ta đi mà nghe một sư giảng á, mà không đụng chạm quý vị ngày hôm đó đó, thì phải đặt câu hỏi, chúng ta đang né hay là chúng ta không nghe? Tại vì có những việc nó xảy ra trong cuộc sống chúng ta. Cái sự tỉa sữa là nên thánh. Nên thánh là mỗi ngày chúng ta gần Chúa nhiều hơn. Gần Chúa nhiều hơn thì chúng ta phải có ánh sáng, nó đi ngược lại. Phải có ánh sáng, phải có nước tuôn chảy, có Đức Thánh Linh. Và cuối cùng thì phải có đức tin. Thành ra tôi làm cái bài toán này cho chúng ta dễ hiểu nha. Đây ai thích làm toán? Làm toán thì chúng ta làm từ trên mình tính xuống ha. Bây giờ có đáp số từ dưới mình tính lên. Ai đã từng làm vậy? Tôi hồi đó tôi học toán vậy đó. Quý vị đã từng học toán vậy không? Có nghĩa là cái bài toán nó khó quá, tôi lấy cái đáp số, tôi lật sau sách á, tôi lấy cái số tôi đánh tính ngược luôn. Phải không? Bây giờ cũng vậy. Nếu mà cuộc đời chúng ta bây giờ mình thấy, mình nói, ồ đời sống tôi có kết quả, nhìn xuống, cuộc đời mình có nên thánh không? Hay là mình
Nên gì? Thành ra mình tính ngược lại. Tôi có lời Chúa không? Tôi có Đức Thánh Linh đầy dẻo. Và tôi có được đức tin mạnh mẽ không? Đó. Cứ tính lên, tính xuống, tính lên, xuống là quý vị sẽ chắc ăn à. Ok, giờ không nhớ hết trơn, nhớ thì chạy lên, chạy xuống, chạy lên, xuống. Nhớ, chạy lên xuống. Thì đó là cái tỉa sữa cho dòng dõi mình. Tại vì những gì mà chúng ta đang làm bây giờ là cho dòng dõi mình. Mình không tỉa sữa thì dòng dõi mình nó sai luôn. Một khi mà mình sai rồi, cả sai hết nha. So bây giờ tóm hết tất cả những việc này để chúng ta nhìn rõ nè. Chúng ta, Chúa ví chúng ta như một cái cây. Chúa trồng chúng ta được 20 năm, 50 năm, 60 năm, 80 năm. Có những người cái cây nó tới 100 năm, 120 năm. Thì cái cây sống lâu hay không, nó không quan trọng. Nhưng mà cái cây đó tươi bao lâu mới là quan trọng. Cái cây đó tươi bao lâu mới là quan trọng. Có ai mà đứng thích đứng kế cái cây chết queo không? Tôi biết cô Chi thường thường hay đậu xe mấy quay hồi xưa không có hội thánh á, cô Chi hay núp mấy gốc cây. Kiếm cái cây bự, càng bự phải không cô? Càng cổ thụ lớn thì nó xum xê hơn. Nó che mát nhiều hơn thì mình mới đậu với đó. Còn cái cây chết queo ai đậu với đó? Thì cuộc đời mình cũng vậy đó. Mình chú ví mình như cái cây vậy, mình có phải là cổ thụ hay là cái cây xung đột? Không che được ai hết trơn á, mình cũng không che được mình luôn nữa. Rồi làm sao mà che người ta được? Thành ra mình sống như thế nào? Có đức tin phải không? Có Đức Thánh Linh, đầy dẫy Đức Linh, có lời của Đức Chúa Trời, và mỗi ngày chúng ta chịu nên thánh thì cái cây đó càng ngày nó càng bự càng to, thì thấy người ta núp bóng ở gần mình nhiều hơn. Ở đây ai được người ta núp bóng mình nhiều hơn? Bao nhiêu người núp mình, núp dưới mình chứ không phải núp là chạy trốn mình. Ok. Thấy mình mà người ta chạy trốn là chuyện khác nha, nó là núp là trốn, núp trốn là khác. Này là núp dưới mình đó, là mình che bóng. Họ có gì cái họ réo mình, họ cần gì cái họ né, họ dựa mình, họ ké muốn gì họ cũng kiếm mình. Không phải kiếm tiền nha, kiếm tiền mấy người đó đi chỗ khác chơi đi, nhưng mà họ kiếm mình là cần tinh thần. Họ cần sự cầu nguyện, họ cần sự cầu thai, họ cần sự hỗ trợ. Những cái tinh thần nó cần mình, nó dựa mình. Đó là chúng ta bằng chứng mình là cây gì? Đang sinh bông trái mà sống có kết quả. Amen. Nguyện xin Chúa được nên tất cả mọi chúng ta đều là những cái cây sinh bông trái từ ngày hôm nay trở đi. Amen.